các bạn. Hôm nay hai vợ chồng nông dân lại ra vườn các bạn để trồng rau cải. Thì bây giờ thì trời khoảng 12 13 độ C. Bữa nay thì trời âm u. Đó, quang cảnh của khu vườn lúc hiện tại. Thì chỉ còn một ít chỗ nữa là cái khu vườn mình đã trồng đầy đủ hết rồi các bạn. Chỉ chờ đến ngày thu hoạch thôi. Đây là trong nhà kính của hai vợ chồng. Nên rất là tươi tốt luôn nè các bạn. Hai em. Chào cả nhà. Em đang vun gốc cho mấy cái tầng ô rồi để nó lên nhanh, nó ngã nghiêng. Wow, tầng ô cũng rất là tốt ha. Thì mấy cái này mình phải vun gốc thường xuyên em ha. Dạ, chứ để nhầm khi nó đất nó dẻ nữa các bạn, thì lâu lâu cái mình ra mình dung nó vậy nè. Đó, cho nó cũng như nó có đất vô trong cái gốc, nó không ngã, với lại nó cũng tốt hơn. Mấy cây bên đây, cây ba cải bẻ trắng. Bẻ trắng thì không cần, là đi gì nó cũng lên nhanh á. Rất là tốt luôn. Còn giống như mấy cái cải này nè, lâu lâu mình cũng phải... tại vì nó lên cao, cái nó ngã nghiêng. Này là cải nồi Đài Loan nè các bạn. Dạ, thì chúc cái ông nông dân tỉa bớt mấy cái lá nè, tại tại em không có cái kéo ở đây á. Thì mình trồng thì lúc nào cũng vậy các bạn, lâu lâu cái mình xới xới vậy, thứ nhất là cho cái đất nó tơi xốp, nó dễ thấm nước, thứ hai nữa là cho cái rễ nó dễ bắt hơn nữa. Thì mình trồng mình phải chăm sóc kỹ á, thì cây nó mới tươi tốt ha. Ở bên đây thì xà lách nè, xà lách lá nè, green leaf nè, ở bên đó thì romaine lettuce, ở đằng sau là cải xà lách lá luôn, màu tím. Nói chung là ở trong đây nó phát triển mạnh hơn ở bên ngoài em ha. À, thì bữa nay dự định trồng một ít cải tím và xài tím các bạn. Cái này thì hai vợ chồng bữa cũng rất là tốt nè. Cái này là cải mình đi mua ở Hà Giang đem về. Thì cái này nó rất là to luôn, thì nay mình sẽ trồng một ít ở đây với ít ở ngoài luôn. Cái cây này thì nó chịu lạnh không nổi, cái này nó quéo, mình phải đem ra đây mình để. Thì trồng cải tím ở đây. Mình có trồng ở ngoài sân không em? Có chứ. Trồng hôm nay mình ươm nhiều. Anh nhớ cái này hồi đó nó lên rất là to đó. Cho nên là em trồng này là vẫn coi tích mấy cây, 10 cây hả? 12 cây vậy. 12 cây luôn đi. Ông kêu rất là to, mà ông cứ kêu là trồng nhiều cây các bạn. Thì cái này bữa mình ươm nè. Với cái dĩ này đó bữa mình mua trên Amazon là trồng nó cũng rất là lý tưởng ha. Ở dưới nó có cái dĩ nó đựng nước luôn, cái mình tưới phân hay gì đó cho cái cây nó tốt mà nó rất là rẻ. Thì cái đất này thì nó hơi khô các bạn, nhưng mà đất này bữa đất cũ với đất phân nấm thì ông nông dân trộn rồi, thì chúng mình trồng xong mình tưới chút xíu nước phải không? Cái cải này thì nó chịu lạnh rất là tốt luôn. Thì nếu cô chú anh chị mà mình trồng giống như cải ta sậy thì lúc này thì bắt đầu trồng được rồi. Chứ mình trồng trễ quá, nhưng khi cái thời tiết nó nóng quá thì nó không có xòe bự giống như mình mong muốn. Cái này thích hợp ra trời mát mát mà nắng nhiều. Cái này thì mình bữa mình ươm xong rồi cái nó cũng không có lên đều, rồi mình chiết lại cho ra nó đều dễ sợ không? Có nhầm cây ở trong đó nó lên rất là tốt luôn nè. Mà anh thấy cái này tím tím nó cũng nhìn rất là đẹp. Thời năm ngoái thì thời là bữa mình trồng ngay cái mùa thu ha. Ừ. Thì nó bự lắm luôn, nhưng mà nếu cái nó không có cái nồi. Mình để chắc lâu một chút nữa, mình có nồi quá. Cái lá nó to luôn nha. Mà không biết là tại cái loại nó vậy không. Anh thấy cái cải tại sậy đây nè, nó cái cọng nó lên cũng to rồi nè em ha. Nó xè rồi. Lần này mình để nó lâu lâu một chút, quay lấy cái nồi bự nè. À, thì mấy năm trước thì mình có trồng cải nồi đó ở trong nhà kính các bạn, nhưng mà mình thấy là khi mà trời nóng lên đó thì cái nước á nó nhiễu từ cái mồ hôi á thì nó dễ bị úng. Cho nên năm nay mình trồng ở trên chậu, rồi mai mốt mình sẽ mang ra ngoài. Còn cái chỗ này thì mình trồng mai mốt là nó giống như nó khi nó lớn một chút trời nóng á thì chỗ này nó có cái lỗ nè. Mình nghĩ nó thông gió thì nó đỡ hơn. Wow, chắc này anh nghĩ nó còn dương nhiều quá. Nhiều cây quá nè. Nhiều cây quá. Thì nếu mà mình trồng không hết mình cho má anh. Ba mẹ miền Tây. Năm nay bị mấy cái bạc hà của mình nó bị rụi rồi các bạn. Phải chờ cho nó. Nhưng mà cái gốc nó còn.
thì cái gốc nó còn vậy nè. Khi vậy nó lên rất là nhanh luôn. Còn nếu mình để cho nó chết luôn á thì nó lên lâu hơn, tới tháng 7 nó mới lên luôn anh ha. Nó lên từ cái củ con của nó. Hồi đó là năm bây giờ là có thể là thu hoạch ra bạc hà được rồi. Đúng rồi. Tại vì là năm ngoái mình để lò sưởi này để trồng thử nghiệm. Có cái vít đó cũng tiện không? Cái vít này nó lấy được tại sao lỗ nó là nhỏ đó. Hay là không có vít này thì lấy đũa. Lựa mấy cây nào bự trồng trước ha. Cho nó đều. Màu tím đẹp ha. Cái này bữa mà hai vợ chồng về Việt Nam mà rồi đi Hà Giang chơi. Thì ở đó thì có bán những cái rau cải nữa mà cái này cái để bằng tiếng Tàu không em ha, chắc người ở Hà Giang ta lấy từ bên Tàu. Bên Trung Quốc. Bữa mình mua cũng nhiều loại lắm, củ cải nữa. Bữa mình đang trồng củ cải ở ngoài đó. Củ cải đỏ đó. Thế là không biết là nó đạt tiêu chuẩn không. Nói chung là mê trồng trọt, ra có cái gì lạ lạ hay là những cái cây hạt giống gì lạ lạ khoái trồng đó. Còn nếu mình muốn để giống em mình đem một cái này nè, mình ra mình trồng trong chậu vậy đó, mình để cho nó ra bông. À, thì bây giờ mình trồng này xong rồi, ra ngoài trồng tiếp. Để em đi ra ngoài không? Nam nông dân đục lỗ sẵn rồi nè. Đục ngay đàng hoàng luôn á, không cần khoe, phải lấy cái tia laser. Ồ, hôm bữa mình ươm được mấy cây cái gì quên này, mầm đá anh hả? Thì nó cũng còn hơi nhỏ, mới trồng luôn không? Anh nghĩ mình trồng ở đằng kia đi. Okay. Tại vì cái đó nó cũng chịu lạnh giống cái này các bạn, nhưng mà bữa sau cũng ươm lượt nè, mà sao cái này nó lên đều, cái kia nó không lên đều, hay là nhầm khi cái hạt giống nó bị cũ á. Hồi đó giờ mình chưa có trồng mầm đá, hy vọng là nó có nhiều mầm. Wow, nó trồng ngó nó đẹp quá ha. Nói chung nó răng răng tím tím. Nói chung là giống như mà khi mình trồng rau cải các bạn thì nó ăn thua đất nè, thời tiết rồi phân bón rồi đủ thứ ha. Nhưng mà cái quan trọng nó vẫn là cái cây con nữa anh hả? Cây con mà nó xấu quá thì nó dễ bị hư lắm. Eo uột nữa. Cho nên cái giống của nó cũng rất là quan trọng ha. Cái giống yếu ớt thì nó sẽ ra cây yếu ớt. Ở đây thì cải nồi Đài Loan với cải nồi dúng nữa các bạn. Nó cũng bắt đầu nó phát rồi. Ở đây trong mùa xuân sớm như thế này thì nó hơi cực một chút. Mình phải bảo vệ nó. Không phải nó lạnh cái nó ốm o gầy mòn. Hình như đó nó có hai cây lận đó em. Thì nếu mà thật sự ra nếu cô chú anh chị mà trồng để ăn thôi thì mình từ từ hả trồng cho nó ấy. Chứ còn nếu mà mình trồng giống như sớm, giống như mình là để giống như mình muốn có khu vườn mình có sớm để mình quay phim á, rồi nó cũng có cái video để xem á các bạn. Chứ thật sự ra thì nếu mà cô chú anh chị lớn tuổi thì mình khoan hả trồng, tại vì nó lạnh á, mình trồng nó cũng eo ột cực lắm. Rồi anh nghĩ bắt đầu từ sau là trồng được rồi. Dạ. Thì nếu mà có chú anh chị mà giống như khoan khoan hả trồng cho nó, với lại nó ẩm thì nó phát nhanh hơn anh. Chứ nhiều khi mình trồng lạnh quá nó cũng hơi ụt rồi, cũng hơi cực khổ á. Nếu mình thích trồng thì mình cứ trồng, mình phải thích chăm sóc nó thì không sao. Dạ thì em nói cô mấy cô bác lớn tuổi đó, thì bây giờ thì mình nên gieo đi, ra cái xới xới gieo cái gì đó đi, rồi xong cái ít bữa cái mình ra mình nhổ ăn, cái mình trồng tiếp vậy đó. Vừa khỏe mà đỡ phải cực khổ. Đó, mấy con quạ nó chạy lại. Quạ hôm nay nó đỡ hơn bữa. Tự nhiên cái mới trồng cái chu hào nó nhổ lên, nó để một đống, nó chơi, nó không ăn cái gì, nó không mổ cái gì, các bạn nhổ lên để vậy đó. Nhưng mà chắc nó ghét ông nông dân rồi sao. Bố anh ra anh nói chuyện với nó. Không có nói chuyện mà anh mặc đồ trắng trắng là dài dài, gió bay bay á. Đứng nghe răng ra.
giống như hình nộm vậy hả? Ừ, hình nộm vậy làm cho nó sợ. Bên Việt Nam thì ta dùng cái người rôm á. Ở bên Canada thì dòng dung ổn nông dân là nó hết dám lại. Nông dân mốt mà cho mướn luôn, ai có cần không thì cho mướn, ông đứng giữ chim. Đó, trời nắng nắng lên cho nó ấm ấm. À, chắc còn dư không? Vậy kiếm cho nó nhé. Thôi không biết, Trồng trên chậu. để coi mốt còn khi nó bị hư không rồi đổi nó. Thì mình vẫn trồng trên chậu được vậy. Mình lấy chậu mình nhét xuống. Nó cho má trọng, còn mẹ mình tay khoái nhét lắm. Mấy chỗ này thì bữa mua đất nấm á các bạn, cái đào đất cũ ra bỏ đất nấm lên ở trên đây hết, cho nên chỗ này đất mới không trồng với một ít đất cũ. Xong rồi, xong rồi. Ồ, và mấy cây tỏi bữa anh dặm nó vô cái nay nó cũng lên rồi đó, dạ, nó lên rồi. Tỏi nhanh lắm trời, ừ. Ấm ấm vậy nó lên chứ. Lú lú lên, trời ướt ướt nó lú màu lắm. Yeah. Đi đi Mấy cái cây cây gì nó bông cải mini của anh này nó bắt đầu nó đứng rồi đó, đây nè coi, hổm nó èo ột, nó nằm ngã nghiêng. đi quay phim chỗ này là cũng như là đi cầu khỉ vậy này. Hồi xưa mới làm cái vườn này đi té hoài cái gì, nhưng mà từ từ quen, cũng giống như người miền Tây vậy các bạn, mới đầu giống như người Sài Gòn đâu có đi cầu khỉ được, nhưng người miền Tây thì đi được, mà giờ về chắc hết đi được rồi. Nhưng mà cái giường của mình là mình thiết kế cũng như là để tập yoga luôn, okay. Vừa trồng vừa đi vừa quay phim là phải ẻo qua thăng ủ lại hả? bằng lên những cái cây, một cây nhỏ nhỏ như thế này, đi thăng bằng cho nên con người nó dẻo dai, nó không có. Nhưng mà anh đi trồng có mùa đông thôi nó bị mập, còn mùa hè trồng cái này cái ốm thon, Ai nói nhìn đẹp dai, đẹp đẹp già đẹp lão rồi. vậy? Chắc nghĩ trọng này xong cái lát trời mưa quá, thấy một mây kéo lại đen kịt. Ít nắng thì tối lại mưa, thì nếu mà trời nắng là tối trời mưa thì cái cây nó mọc tốt lắm. Rồi còn hai lỗ nữa. Là cái nào to to trồng. Đi ra đi, đây té. Rồi, chỗ này là đầy rồi ha. Không còn dư nữa, chỉ có mấy chỗ này nè. Chỗ này thì trồng hai hàng bắp cải các bạn, bắp cải cái nồi đó, còn ở mấy trong đây thì mới mốt trồng bí bầu su su gì đó. Chừa đó. Ây da. Rồi mình trồng cái kia luôn hả em? Dạ, em vô em lấy nè. Và cái xà lách búp hôm nay nó xè đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì cái hành này nè các bạn, nó sống qua mùa đông luôn. Ở đây mà lâu lâu cái ra tét, nếu mà cần hành lá. Cái này cái mầm đá nữa các bạn, ươm cũng bộn mà nó lên được có 8 cây thôi. Nó còn nhỏ nhưng mà mình trồng cái lát mình tối cái mình lấy đồ mình che nó lại. Chứ cái này thì nó cũng chịu lạnh anh. Wow, của hạnh này lên đều ghê nè. Cái này bữa bà xã mình nhét nó xuống dưới này nó lên nè, lú lú đều hết rồi nè, ngay hàng thẳng lối. Còn ở đây thì ngò rí,
hành lá với ngò ngò rí luôn hả? Ô, cần nó không phải ngò rí đâu. Cần tàu. Cần tàu. Cần tàu này nè các bạn. Mà hôm nay lạnh đó các bạn, nó cũng không có mấy tốt lắm. Thì trồng chỗ này thì mấy mốt chỗ này là trồng mướp, trồng bầu ở đây. Nhưng mà cái này hy vọng là nó sẽ... À, nếu không thì mình trồng ngay giữa cũng được em ha. Thì cái mầm đá này thì nếu mà nó đạt tiêu chuẩn thì nó cũng bự lắm các bạn. Cái này phải giống hôm bữa mình trồng không hay là cái khác ta? Cái khác, cái kia là cái cải bồ tạc gì đó. Còn cái này nó ra mầm không à? Cái lá nó nhỏ xíu à. Ở đây thì hai bữa trồng xà lách với cái củ vàng tím nè. Ô, phải tây nó bắt đầu nó nhú lên nè em ơi. Thì hai bữa mình kéo nguyên cái khung này nè, lại đây nè. Giờ nó sát cái mí nhà chỗ này. Mai mốt mình làm cái vàng cho nó bò lên ngay khu chỗ này là rất là nhiều nắng ha. Với lại mình trồng cái loại bầu dài á, cái bầu kia bầu nhiều bên này. Bầu nó dài hơn người luôn các bạn. Ở đây thì nó có không gian nó treo lủng lẳng. Hai. Xong. Ta... Ồ, trồng mấy cái xong đất luôn anh ơi. Tối cái đậy lại các bạn. Thì hôm bữa hai chồng mà trồng xong đất xong rồi lấy cái gốc giữ các bạn, mày bỏ nhà kính, hôm nay thì nó lên rồi nè. Ừ. Nó lên cây con rồi, bây giờ mình trồng xuống luôn. Cái xong đất này thì chịu lạnh cũng rất là tốt luôn. Ừ, nó cần nhiều nắng ha các bạn ha. Dạ, cần nhiều nắng thì nó đất thì hơi cát cát chút xíu thì nó sẽ có nhiều củ hơn, mình để nhiều chỗ nắng cũng dễ lắm. Cái này đất cũ chắc mình cho nó... Xíu phân à? Bone meal đi. Phân gà bone meal? Bone meal đi. Ok. Thì nếu cô chú anh chị muốn trồng á, thì cái củ sâm này hồi đó mình lấy giống từ mình mua trên mạng ha. Ồ phải mua mạng đâu anh, mua ở vườn ươm. Dạ, mình mua ở vườn ươm. Lâu lâu nó mới có. Lâu mới có. Mấy lần sau mình lại không có nó. Dạ. Nhưng mà mình có cái giống rồi, cái mình trồng, cái mình giữ giống nó. Dạ. Từ bên Việt Nam có cái loại giống màu đỏ nghe nó ngon hơn á, mà bữa mình về thì ngay không có mùa, nó tím cũng được. Với lại mình kiếm ở đây mà cũng không có nữa ha. Cái cây lê này năm trái, nó loại trái này nè các bạn. Bây giờ nó ra hoa rất là đẹp. Còn có nha, mấy cái này loại nào đó, nó ra mới ra búp à. Thì mình bỏ chút xíu bone meal các bạn. Thì theo mình biết là cái loại hồi xưa cũng không rành lắm, nhưng sau này mới biết được cái loại này nó ăn rất là tốt luôn đó các bạn. Mát dữ luôn này mà ăn sống. Mà nó cũng dễ trồng nữa. Cái này cần nó cần nước rất là nhiều nữa. Hồi đó mình ta không tưới nước nó héo. Bỏ bê luôn. Ồ à. Coi chừng nó còn ủ trong. Này nếu mình có chỗ mình trồng ngoài đất á, nó tốt lắm luôn, nhiều củ. Ngay giữa chứ, ngay trung tâm chứ. Mà nó mọc trồng mà nó mọc con lên nhiều lắm các bạn. Mà mỗi con cái nó thành một cái cây á. Một cái cây. Thì mình trồng này, nếu mà cô chú anh chị trồng xong mình giữ giống thì mình cứ đem cái gốc vô nhà, xong rồi mình bây giờ nó bắt đầu nó lên nè. Ủa? Còn cái nữa. Cho nên là mới nói đó. Ừ, bỏ vô đây, ôm luôn đi. Mình trồng chừng 2 cây thôi ha. 2 cây thôi, còn kia mình cho má với cho cô Tư. Hình như cái hồi đó em bỏ vô đây cái củ nó lại còn nhiều lắm không? Quá chừng nó còn nữa. Đó, ở dưới nó có cái mọng nữa đó. Thì nó cái này chắc nó trùng một củ. Cùng cái này. Thì nó mới lên đó các bạn. Mình trồng vậy cái mất đỡ mất sức. Cái củ này ăn cũng rất là tốt, có vị sâm. Mà ăn sống cũng rất là ngon. Thì ăn sống á, cái này thì mình gọt, mình hái xong mình nhổ xong cái mình để cho nó héo héo ít bữa cái mình bỏ tủ lạnh, mình gọt xong cái ăn giống như củ sắn vậy đó. Mà nó có cái bông giống như bông cúc du hoặc là bông cúc vậy em ha. Dạ. Thì cái này ăn rất là mát luôn á cô chú anh chị, mà nghe nói là giải độc nữa anh. Ừ. Giống như bông hướng dương vậy đó. Mà nó nhỏ ha em ha. Dạ. Rồi xong thì hình như ở trong đó còn nữa, em môi lên nữa còn không?
Thì cái này thì bây giờ giống như mình cứ để ngoài sân các bạn, bữa thì mình để chỗ nào cố định nắng thì nó lên rất là tốt luôn. Ở đây còn mấy cây cho ở đây má còn với cô Tư không? Tư với lại chú Năm với má nè, ở đây nó lên nữa nè. Ừ, nó lên mầm hết rồi. Ở đây nó có hai cây lận em, chắc nhiều lắm á. Chắc nhiều lắm, hỏi tụi nó trồng không, mình thận rồi đó. Ồ, có cái gì nữa nè. Nó đó, rồi em làm gãy. Gãy rồi. Sao nó ra nè. Thế làm ta nhẹ nhẹ nó. Ok, chắc bỏ vô chậu ha. Rồi. Em vậy em bỏ đất vô rồi, chắc em để sâu quá nó không lên à. Nó lên chậm anh. Bỏ chung được không? Bỏ vô cái chậu nó bên đây à. Cho nó nằm ở trên mặt đi. Coi còn không? Hồi bữa anh phải lấy đất ra bớt cái cho nó lú lú lên cái nó bị mang lên ha. Ồ bữa hỏi mình nhét hay sao phải không? Ừ. Đó, thì cái này mình giữ gốc bà hổng nè, chú anh chị mình cứ bỏ vậy trong cái nhà kính bãi đất rồi cứ vậy đi, nó hơi ẩm ẩm thôi, không cần tưới gì trơn rồi. Ừ. Cái giờ nó lên nè. Cho nó đâm chồi lên. Thì xong rồi các bạn, thì mùa này thì bắt đầu hai vợ chồng đã cố gắng trồng bít hết luôn. Hết chậu hả? Hết chậu hả? Dạ còn trên chậu thôi với mấy cái thùng. Ồ, thì em đang ươm một ít cải hoa hồng, thì dự định sẽ chắc cũng khoảng tuần sau trồng được đó, chắc có thể trồng được chậu ha. Ừ. Tuần sau là mình thu hoạch cái cải bẻ trắng trồng được này. Ồ, thì có thể trồng được, thì tại vì hai vợ chồng nói chung cũng muốn trồng sớm các bạn, đặng có thể thu hoạch sớm, với lại cũng muốn quay phim đó, cho nên tận dụng những cái mùa đầu thì nó vẫn còn lạnh, nhưng mà sẽ cố gắng trồng những cái loại chịu lạnh á, giống như tiếng vua này, bây giờ bắt đầu bò hổm thì nó hơi ồ, nhưng mà khi ấm lên cái bắt đầu nó phát. Khi mà ít bữa cái nắng cái là nó lớn rồi. Đúng rồi. À, tận dụng cái bằng là tối đa. Tối đa vừa đất vừa thời gian, không gian luôn các bạn. Không phải đất không, ở trên trời nữa. Đó, thì bởi những cái chậu treo này bữa mới trồng nên bắt đầu phát rồi. Bây giờ thì hình như hết chậu treo luôn rồi anh à. À, chậu treo hết rồi, nhưng mà nó còn một hai chậu nó chưa có cây. Dạ. Thì nếu cô chú anh chị bắt đầu nếu mà thích trồng vườn thì bắt đầu trồng được rồi đó ha. Ra vườn bắt đầu mình gieo những cái hạt, xong rồi trồng những loại xà lách hay những cái bắp cải thì bắt đầu rất là tốt rồi, bắt đầu từ sau là nó ấm lên rồi, khỏi cần lo hay đậy gì nữa luôn. Anh thấy là 6-7 độ là trồng rất là tốt rồi, thì chắc nó từ sau nữa nó lên 8 độ rồi đó. À, thì ý nói từ sau là không trồng là không cần đậy gì luôn á, là bắt đầu nó phát rất là nhanh luôn á. Đúng rồi. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn.